Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Trong video này mình xin chia sẻ với các bạn sự khác nhau của ba cụm từ đó là khí tượng, thời tiết và khí hậu. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong cuộc sống, ba danh từ khí tượng, thời tiết, khí hậu hầu như chúng ta gặp hàng ngày. Ví dụ khi bạn nghe đài phát thanh hoặc xem báo thường thấy thông tin dự báo thời tiết. Khi bạn đi xa nhà hoặc tham quan du lịch đến một vùng khác thường hỏi thăm thời tiết vùng đó tốt hay xấu. Có lúc bạn muốn tìm hiểu thời tiết sắp tới cũng có thể gọi điện thoại cho đài khí tượng. Nhưng hàm nghĩa chính xác của các từ khí tượng, thời tiết, khí hậu là gì? Chúng khác nhau ra sao thì ít người nói được chính xác. Khí tượng, nói một cách dễ hiểu đó là chỉ những hiện tượng vật lý của khí quyển phát sinh trong vũ trụ như gió, mây, mưa, tuyết, sương mù, cầu vồng, quầng mặt trời, mặt trăng, sấm, chớp. Thời tiết là chỉ sự ảnh hưởng tổng hợp của các đặc điểm khí tượng trong thời gian ngắn đối với cuộc sống con người. Ví dụ, ta có thể nói hôm nay thời tiết tốt, nắng đẹp, gió vừa, trời trong muôn dặm, hôm qua thời tiết xấu, mưa và nổi gió, trời u ám và ẩm ướt khác thường. Nhưng không thể nói thời tiết thành khí tượng. Khí hậu là chỉ những đặc điểm, tình hình khí tượng nhiều năm, một năm hoặc một thời gian dài đối với một vùng nào đó hay cả thế giới. Ví dụ các đảo trên Biển Đông không chỉ mùa hè rất nóng mà mùa xuân, mùa thu cũng nóng, ngay mùa đông cũng không rét, hơn nữa không chỉ một năm như thế mà nhiều năm đều như thế. Vì vậy chúng ta có thể gọi là khí hậu nhiệt đới bốn mùa ấm áp. Lại ví dụ đại bộ phận các khu vực thuộc lưu vực Trường Giang, mùa xuân và mùa thu ấm áp, mùa hè nóng bức, mùa đông giá rét. Ta có thể gọi đó là khí hậu ôn đới, bốn mùa rõ rệt. Đến đây chắc chắn bạn đã hiểu được khí tượng, thời tiết và khí hậu khác nhau ra sao. Chúng tuy hàm nghĩa không giống nhau nhưng lại có mối quan hệ mật thiết với nhau. Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, xin các bạn vui lòng nhấn thích, chia sẻ, đăng ký kênh và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này để ủng hộ kênh. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.